Công việc của anh Phạm Xuân Nam rất vất vả. Anh thường xuyên phải đi lại, suy nghĩ tính toán nên rất căng thẳng và mệt mỏi. Anh Nam cũng là một người có chuyên môn về ngành y. Để cân bằng cơ thể và giữ gìn sức khỏe, anh không lạm dụng thuốc mà thường tìm đến những loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Sau khi tìm hiểu về quả nhàu, anh Nam nhận thấy rất nhiều tác dụng của nó đối với sức khỏe. Do đó, anh thường xuyên mua và sử dụng nước ép của loại quả này để uống mỗi ngày. Tôi cũng đã nghe thông tin của đối với rất nhiều, đối ví dụ như là ở nước ngoài, ví dụ bên Mỹ thì cũng đã sử dụng rất nhiều đối với lại cái thành phần này. Bên cạnh đó, đây là một cái sản phẩm mà là rất tốt đối với lại cho những bệnh nhân, đặc biệt là với cái thành phần này có ưu điểm của nó là có tác dụng chống oxy hóa. Bên cạnh đó thì có thành phần là có với cái trái nhàu này thì dùng tốt cho những giảm được cholesterol. Như vậy thì cho thấy rằng là những bệnh nhân mà bị tim mạch, tức là nguy cơ bị mỡ máu tăng cao là sử dụng rất được, rất tốt. Thì đối với ở miền Bắc thì theo tôi biết là cũng chưa có được phổ biến, cũng chưa được biết nhiều đối với trái nhàu. Nhưng mà đặc biệt là ở trên thế giới như ở Mỹ cũng như ở đồng bào trong Sài Gòn thì cũng đã sử dụng nhiều đối với cái trái này. Cây nhàu có tên khoa học là Morinda sicifolia thuộc họ cà phê. Ở nước ta, nhàu mọc nhiều ở những vùng ẩm thấp dọc theo bờ sông, suối, ao hồ hoặc mương rạch khắp các tỉnh miền Nam và một số tỉnh miền Trung. Nhưng ở miền Bắc thì rất ít vùng trồng được loại cây này, do đó với nhiều người quả nhàu vẫn khá lạ lẫm. Cây nhàu cao chừng 4 đến 7 mét, gần giống cây cà phê, thân nhẵn, có nhiều cành to. Các bộ phận của cây nhàu được dùng làm thuốc là rễ, quả, lá và vỏ cây. Hoa nở vào tháng 1, tháng 2, quả chín vào tháng 7, tháng 8. Quả hình trứng có da sần sùi, dài chừng 5 đến 6 cm. Khi non có màu xanh nhạt, khi chín có màu mỡ gà, mùi nồng và cay. Ruột quả có một lớp cơm mềm ăn được, ở chính giữa có một nhân cứng. Thực ra miền Bắc thì theo tài liệu thì mình cũng biết là có một vùng trồng, nhưng mà nói chung là không có được phổ biến và người dân cũng không có biết được cái tác dụng của cây này. Tại vì nói chung là cây nhàu thì nó phù hợp với lại cái khí hậu mà mưa nhiều với lại nóng ẩm, cho nên nó sẽ thích hợp hơn ở cái vùng mà ven biển miền Trung cũng như là miền Nam của Việt Nam. Theo kinh nghiệm dân gian thì người ta thường ủ hoặc là ăn như là một cái loại thức ăn thông thường để làm giảm đau khớp hoặc là một cái dạng thuốc bổ. Thì từ những năm 1990 thì trái nhàu đặc biệt là được ở bên Mỹ, người ta nghiên cứu và người ta làm ra nhiều sản phẩm. Trái nhàu mình thu hái dưới dạng là trái chín và sau đó được rửa sạch và được đưa vào một cái quy trình ủ chuẩn hóa. Và sau đó là sau một thời gian là 2 tháng thì mình sẽ loại đi những cái tạp chất, đặc biệt là cái hạt, thì mình sẽ thu được cái dịch chất và sau đó là mình thực hiện một số cái hương, để thêm một số cái hương vị để mình dễ uống, thì nó ra được cái nước ép trái nhàu hiện nay. Quả nhàu hay còn được gọi là quả noni không chỉ được biết đến ở Việt Nam mà nó còn phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trước kia, các công ty thực phẩm chức năng của Mỹ đã nghiên cứu và khám phá ra rất nhiều giá trị dinh dưỡng cũng như các tác dụng của loại quả này. Sản phẩm nước noni được giới thiệu và được nhiều người đón nhận trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, do giá thành cao nên không phải ai cũng có điều kiện để sử dụng. Sau đó, loại quả này cũng được nghiên cứu và sản xuất phổ biến trong nước và được rất nhiều người dân đón nhận. Quả nhàu hình thù xấu xí, ăn lại có vị nồng và hơi hắc nên rất khó ăn. Nhưng đây lại là loại quả rất giàu giá trị dinh dưỡng. Cây này thì người ta đã dùng rất nhiều ở trong cái cuộc sống bình thường của người dân. Sau này thì các nhà khoa học có đi tìm hiểu và phát hiện ra cây nhàu ấy, nó có rất nhiều các cái chất dinh dưỡng. Đặc biệt là các cái vitamin, các cái khoáng chất mà cần thiết ở cơ thể. Nó có đến 150 chất dinh dưỡng, đặc biệt là nó có beta-carotene.
đấy, là một cái tiền của vitamin A. Nó có canxi, nó có acid linoleic, nó có magie, nó có kẽm, nó có protein, một ít sắt. Thì nói chung đấy là những chất dinh dưỡng rất là thiết yếu cho cơ thể. Và gần đây thì chị biết rằng là chúng ta nói nhiều đến các cái vi chất, đặc biệt là ví dụ selen, kẽm, sắt v.v. thì trong quả nhầu nó có đầy đủ các cái loại này, với một cái hàm lượng có thể dùng để hỗ trợ cho cái sức khỏe con người. Từ những giá trị dinh dưỡng của mình, quả nhầu có rất nhiều tác dụng với sức khỏe. Quả nhầu còn được coi là quà tặng của thiên nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng và tham gia hỗ trợ điều trị bệnh tật cho con người. Quả nhầu có rất nhiều tác dụng, nhưng tác dụng chính vẫn là loại bỏ độc tố, tăng sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Như chúng ta đã biết, tế bào đóng vai trò chủ chốt trong việc chống lại bệnh tật, giúp giải thực bào và tế bào bạch huyết hoạt động mạnh mẽ hơn. Nước ép quả nhầu chứa chất kích thích việc sản xuất những tế bào. Do đó, việc thường xuyên ăn trái nhầu hoặc uống nước ép trái nhầu giúp cơ thể chống lại nhiều loại vi khuẩn, từ đó tăng sức đề kháng cho cơ thể. Trong trái nhầu thì nó có rất là nhiều những thành phần khác nhau, như là cái cumarin, anthraquinon và một số cái loại vitamin cũng như là một số loại acid. Thì trong đó là đặc biệt là mình trong cái trái nhầu mình có cái scopolamine, và nó có một cái thành phần mà mình thấy trong cái nước ép trái nhầu, đó là cái lợn cợn giống như là cặn, nhưng mà thật sự đó là một cái dạng polysaccharide mà nó kết tủa. Thì cái thành phần đó là người ta cũng đã chứng minh là nó kích thích cái hệ miễn dịch của cơ thể. Riêng đối với scopolamine là một cái hoạt chất có trong trái nhầu thì nó có tác dụng làm giảm huyết áp. Ngoài ra, quả nhầu cũng có rất nhiều tác dụng khác với sức khỏe. Dân gian có kinh nghiệm dùng quả nhầu ăn với muối để giúp dễ tiêu, nhuận tràng. Nước ép quả nhầu có khả năng hỗ trợ và kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, chuyển đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng có trong cơ thể. Loại nước này còn được xem như thuốc nhuận tràng, giúp loại bỏ các chất thải, làm sạch đại tràng và duy trì một môi trường lành mạnh trong ruột. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới cũng cho thấy nước ép trái nhầu có chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp điều trị các bệnh do kết quả của quá trình oxy hóa gây ra, ví dụ như bệnh ung thư, tiểu đường, v.v. Nước ép trái nhầu có tác dụng trong việc chữa các bệnh liên quan đến cơ và khớp như bệnh viêm khớp, hội chứng nhức xương cơ tay, giúp giảm đau sưng và giảm sưng vết thương với triệu chứng như vết thâm tím, căng da và bỏng. Ngoài ra, uống nước ép trái nhầu cũng có hiệu quả trong việc chữa trị vết loét và phòng ngừa các bệnh dị ứng. Đặc biệt, trong thành phần dinh dưỡng của quả nhầu có chất giảm đau tự nhiên, không có hại như các loại thuốc giảm đau được bào chế, có tác dụng làm dịu cơn đau. Nước ép còn chứa dồi dào chất sapotelin, có thể chống lại những ảnh hưởng của viêm nhiễm một cách hiệu quả. Các nhà nghiên cứu khoa học đều tin rằng, trong quá trình hoạt động của cơ thể, nước ép trái nhầu tạo ra một chất sinh hóa quan trọng là serotonin. Chất này có khả năng thúc đẩy các khả năng tiềm ẩn của cơ thể và đẩy lùi các cơn đau. Có thể nói, nước ép trái nhầu được sử dụng như là một loại thuốc giảm đau mà không có tác dụng phụ, rất có ích cho những người bị đau lưng, đau cơ, thần kinh, đau đầu, v.v. Nước ép quả nhầu còn có thể giúp phòng ngừa bệnh tim mạch, làm giảm cholesterol xấu trong máu. Trong quả nhầu có chất scopolamine là hoạt chất giúp làm giãn hệ thống mạch máu và có thể làm hạ huyết áp. Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống viêm, chống nấm và chống vi khuẩn. Uống nước ép trái nhầu thường xuyên sẽ giúp giảm các triệu chứng của bệnh tiểu đường thông qua việc kích thích cơ thể sản xuất ra serotonin và nitric oxit. Đây là hai nhân tố quan trọng góp phần giảm thiểu các triệu chứng không mong muốn của bệnh tiểu đường. Bởi vì sao người ta nói nhầu, nó có một số các tác dụng mà chúng ta có thể kể tên là nó chữa được dị ứng, nó hỗ trợ
tất cả cái chuyện tôi nói này là hỗ trợ nhé, chứ không phải là dùng để điều trị về dị ứng này, về viêm khớp. Những người có tuổi người ta rất thích dùng cái cây nhầu. Thế rồi là hỗ trợ về điều trị cao huyết áp, nó là một loại lá, thành ra nó rất là tốt, à quả nó rất là tốt cho loại đó. Rồi là nó giải quyết được vấn đề các cái bệnh về da và tóc, bệnh tim mạch, bệnh hen suyễn, tăng cường cái hệ miễn dịch, cho nên nó làm trẻ hóa các cái tế bào là vì vậy, và bệnh đau nhức nửa đầu. Tức nó có rất là nhiều các cái tác dụng đấy. Quả nhầu không chỉ có nhiều tác dụng với sức khỏe mà còn rất lành. Các nghiên cứu cho thấy nhầu không độc khi ăn, nên có ăn nhiều cũng không sợ ngộ độc. Quả nhầu có tác dụng nhuận tràng nhẹ, vì thế ăn sau bữa ăn, lúc no, không nên dùng khi đói có thể gây cồn cào ruột. Nên ăn một lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều, mỗi ngày trung bình từ 20 đến 40 gram cho hai lần. Ăn quả nhầu trực tiếp hơi khó ăn, do đó người ta thường dùng nước quả nhầu. Trái nhầu thực sự là nó rất là khó, nó có mùi vị rất là khó ăn. Cho nên là thực ra thì theo cái kinh nghiệm dân gian thì cũng có một số người họ làm, ví dụ như ở Miến Điện thì người ta nấu với cà ri, người ta ăn. Nhưng mà có lẽ là ở Việt Nam mình, nếu mà anh chị nào mà mình đã từng hái trái nhầu và mình thấy trái nhầu rồi thì thực sự là nó rất là khó ăn. Cho nên là mình phải qua một cái quá trình chế biến để biến nó thành một cái dạng giống như là puree. Thì nó và sau đó là mình phải điều hương vị một tí thì nó sẽ dễ uống hơn, dễ sử dụng hơn. Chưa ai nói về ngộ độc quả nhầu, tôi chưa bao giờ nghe là thế, và cũng không ai uống được nhiều, bởi vì nó có cái vị của nó là vị nó hơi đắng man mát đấy, thành ra là rất nhiều người là uống cái đó nó hơi bị ngang. Thế nhưng mà uống quen thì tốt, và người ta khuyến cáo là uống thì cũng tăng dần liều. Và tối đa một ngày thì chỉ uống đến 150ml, 200ml quả nhau, nước quả nhau. Bất cứ đối tượng nào cũng có thể sử dụng quả nhau và nước nhau. Bên cạnh những người có tuổi bị tiểu đường, với những người khỏe mạnh cũng tìm đến nước nhau để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Mình cũng được nghe một số bạn bè mình giới thiệu, mình cũng đã dùng thử. Hiện tại thì mình cũng đang dùng. Mình thấy là nước nó rất là tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đề kháng tốt. Nó rất là tốt cho những người làm việc căng thẳng. Và tốt cho hệ tiêu hóa, với cả là cũng cảm thấy rất là đỡ cho cái chứng đau nửa đầu của mình. Với những công dụng mà quả nhầu mang lại, chúng ta nên tìm hiểu về loại quả này và bổ sung trong đời sống hàng ngày của các thành viên trong gia đình để nâng cao sức đề kháng, để đạt được mục tiêu phòng bệnh hơn trị bệnh.